Đêm hội Weibo, nhiều khoảnh khắc, nhiều rối loạn, buổi lễ lớn hàng năm của đêm Weibo quy tụ một nửa giới giải trí đã đến rồi. Tuy nhiên, buổi lễ trọng đại này thường xuyên xảy ra nhiều sự cố, không chỉ thảm đỏ bị hủy bỏ giữa chừng mà quy trình tổ chức cũng rất hỗn loạn, từ buổi sáng, studio của dàn sao đình đám đã liên tục nhá hàng loạt ảnh đẹp và siêu chất lượng để chiêu đãi fan và tạo nên bữa tiệc nhan sắc lộng lẫy nhất trên mạng xã hội trước thềm đêm hội, năm nay hai mẹ biển dương mịch và angela baby khiến công chúng choáng ngợp với tạo hình quyến rũ công lên sắc vóc hoàng mỹ lưu diệt phi đẹp như tiên nữ khi diện chiếc váy dạ hội lông vũ màu xanh ngọc địch lệ nhiệt ba trong tạo hình quý cô mang nét đẹp cổ điển sang trọng tuy nhiên lần này phương án của cô quá an toàn ngược lại bộ váy hồng thứ hai khá mới lạ nhưng cũng có người cho rằng nó hơi sến sẫm có điều sự xinh đẹp của nhiệt ba đã cân chọn bộ váy này trong khi đó bộ đôi tiêu chiến vương nhất bác và loạt nam thần như cung tuấn vương hạc đệ ngô lỗi không khỏi khiến phan mê mệt với tạo hình điển trai soái khí ngút ngàn bên cạnh những bộ váy áo lộng lẫy đêm hội ủy bộ năm nay còn có nhiều nhân vật lên đồ gây tiếc nuối ngô thư hân chọn thiết kế váy cầu kỳ quá đà không chỉ che hết ưu điểm hình thể mà còn khiến cô giảm đi vài cm chiều cao may mắn chiếc váy cắt xẻ táo bạo sau đó đã giúp ngô thư hân khoe thân hình mỏng manh nhưng vô cùng nóng bỏng bộ trang phục của dương tử không xấu, nhưng lại quá nhạt nhòa khi đứng cạnh dàn sao chặt chém trong đêm hội, chưa kể chất liệu quá mềm làm lộ thân hình có phần phì nhiêu của cô. Bạch Lộc được cho là không cân nổi thiết kế cao cấp. Nhiều bình luận cho rằng nữ diễn viên làm tóc và chọn lây út make ấp quá sắc, không phù hợp với thiết kế hốt cu chờ này, cộng thêm bối cảnh chụp ảnh quá chợ, ánh sáng ảm đạm đã khiến chiếc váy giảm đi phần nhiều độ sang trọng. Mao hiểu đồng diện chiếc váy vàng xuề rộng, có thể xếp vào ai tắm xấu và quê kiển nhất trên thảm đỏ quầy bộ năm nay. Thân trên co dúng không hợp với vóc dáng quá đổi mảnh mai, nay lại còn đi kèm thân dưới váy xuề lửng lờ, không tôn được điểm nào hết. Việc thảm đỏ bất ngờ bị hủy giữa chừng đã khiến chương trình phải thay đổi lịch tổ chức, không ít minh tinh bị rối loạn sau khi lễ trao giải bắt đầu, diệt ba trở thành ngôi sao xuất hiện cuối cùng. Khi đó, xung quanh đã có rất nhiều ghế trống, vương hạt đệ, ngô lỗi, ngô thư tân và cung tuấn được mời lên nhận giải tuy nhiên chỉ có ngô thư hân và cung tuấn trên sân khấu vương hạc đệ ngô lỗi một lát sau mới lên sau khi mọi người đến nơi họ lúng túng gặp nhau và chụp một bức ảnh nhóm vui nhộn các phần biểu diễn cũng không được đánh giá cao một số diễn viên như cung tuấn âu dương na na không có năng lực ca hát đủ mạnh nhưng lại xếp họ hát chung với các ca sĩ chuyên nghiệp quả thực là làm khó đối phương tuy vậy cũng có nhiều khoảnh khắc chung khung hình thú vị hồ ca và lưu diệt phi ngồi cạnh nhau Cùng với dàn tiểu hoa 85 Lưu Thi Thi, Dương Mịch và Angela Baby, khiến nhiều người nhớ về bộ phim tiên kiếm kỳ hiệp. Lý Hiện và Vương Nhất bác ngồi cạnh nhau, Vương Hạc Đệ ngồi giữa Ngu Thư Hân và Bạch Lộc, bạn diễn cũ và bạn diễn mới. Nhưng sau đó hai cô nàng đã đá bay Vương Hạc Đệ để chụp ảnh với nhau. Sau nhiều hạng mục tranh giải, Hồ Ca và Lưu Diệt Phi lần lượt được xướng tên cho danh hiệu Kim và Queen của sự kiện năm nay. Đây là kết quả được cho là xứng đáng nếu so với những cống hiến của hai diễn viên trong năm vừa qua.